Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không nội địa báo cáo cụ thể chi tiết kế hoạch khai thác, chuẩn bị phục vụ Tết Giáp Thìn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết. Trong đó, các hãng cần so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 và kiến nghị liên quan đến việc tăng tải cung ứng trong giai đoạn này nhằm tránh tình trạng hết vé, khan chuyến bay. Theo thông tin từ các đại lý vé máy bay, hiện các hãng đã mở tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết 2024 nhưng mức giá rất cao. Một số chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Thanh Hóa và Nghệ An đang có mức giá kịch trần trong những ngày cao điểm, từ 4 đến 6 triệu đồng một vé khứ hồi. Theo đó, các đơn vị cần rà soát, đánh giá hệ thống camera giám sát an ninh hàng không tại khu vực đảo băng truyền hành lý ký gửi đang khai thác, bổ sung kịp thời những vị trí còn thiếu, tầm quan sát bị che khuất.